sẽ cùng nhau để đi săn đồ chơi em nha. Ta sẽ cùng đi ra khu vực đằng này nha. Đây là hôm nay sẽ tìm được đồ chơi gì không? Cùng đi ra đằng này xem nào. Quá. Wow. Ở đây có gì đó này các em ơi. Ta cùng lại gần xem nào. Wow. Không biết là gì đây. Có một quả gì rất là to này. Một chiếc xe cần cẩu và một chiếc xe máy xúc này. Đây là một chiếc xe tải nha. Wow. Chiếc xe này nó đang bị dính rất là nhiều bùn đất kẹo. Xem này. Đấy. Đây là một chiếc máy xúc nha. Cho máy xúc vào giò nào. Tiếp theo nào. Wow. Xe cần cẩu này. Ý, đây là gì đây? Hình như là một quả trứng các em ạ. Đây là quả trứng gì đây? Cho vào giò đi. Một chiếc xe tải này. Chiếc xe này dính rất là nhiều bùn đất các em nha. Ý, xe tải này. Wow. Bên này vẫn còn rất là nhiều đồ chơi này các em ơi. Wow. Các chiếc xe này cũng dính rất là nhiều bùn đất này. Đầu tiên xem nào. Súng này. Máy xúc này. Đây không biết là xe gì các em ạ. Cứ cho vào giỏ đi. Xe lu này. Xe tải này. Khủng long bạo chúa này. Ê, chiếc xe gì đây không biết. Cho vào giỏ đi. Đây như là một chiếc xe bồn này. Xe xúc này. Máy cẩu này. Ê, xe nào. Xe xúc. Xe tải này. À, không biết là chiếc xe gì đây. Rất là nhiều bùn đất kẹo. Một chiếc xe mô tô này. Xe ủi này. Wow. Một giỏ đồ chơi. Rất là nhiều đồ chơi nhưng nó đang bị lấm bẩn các em ạ. Ta sẽ cùng đi tìm chỗ nào có nước để làm sạch các cái món đồ chơi này nhá. À đây rồi. Đây có một số nước rất là sạch này. Sẽ cùng nhau để làm sạch các cái món đồ chơi này các em nhá. Đầu tiên xem nào. Một chiếc xe mô tô này. Đấy, chiếc xe mô tô màu vàng rất là đẹp nha. Đây đi. Xe này rất là to này. Wow. Một chiếc máy xúc này. Máy xúc này rất to và đẹp luôn đấy các em. Xuống đây nào. Tiếp theo đi. Một chiếc xe san ủi đất này. Xe này. Đây là một chiếc xe cẩu em ạ. Rất to và đẹp đấy. Wow. Một chiếc máy cẩu này. Thì cái cần rất là dài luôn đấy các em ạ. Đẹp chưa? Tiếp theo đi. Một chiếc xe bồn này. Xe tải này. Đây là một chiếc xe xúc ủi các em ạ. Vừa xúc vừa ủi luôn này. Hai trong một. Wow, một chiếc xe tải nha. Xuống đây. Xe lu này. Xe san ủi này. Một chiếc xe xúc màu đỏ nha. Xe gì đây? Xe tải. Khủng long bạo chúa này. Một khẩu
súng này các nhá. Thì xe cảnh sát này, một chiếc máy xúc này, xe môi trường này, xe cần cầu này, và còn một quả trứng cuối cùng. Đây là quả trứng gì đây? Wow, ở trong này có một chiếc xe san ủi đất này các này. Chiếc xe san ủi màu vàng rất là đẹp nha. Rồi, ok, như vậy em thấy này, ngày hôm nay ta đã tìm được rất là nhiều đồ chơi nha. Ta đã làm sạch chúng rồi. Đó, rất là nhiều các loại xe. Cùng nhau đi tìm đồ chơi tiếp nha. Để mang súng đi nha. Wow. Xe nào. Ý, ở đây có hai chiếc xe gì màu xanh này. Ý, súng hết đạn rồi. Rồi dọn đi. Xe nào. Xe cần cầu này. Đây có một chiếc xe cần cầu nữa nha. Xe màu xanh. Ý, bên này nữa này. Wow. Đằng này nữa này, có rất là nhiều xe này các em này. Đó. Một chiếc xe mô tô cảnh sát này. Xe mô tô tiếp này, xe máy này. Thì bên này sao nào? Ai chà. Xe chữa cháy này. Đây là một chiếc xe bồn nha. Ok. Thì đây nữa này. Wow, các cây này có gai đấy các em nhé. Thì sờ vào là sẽ bị gai đấy. Xe chữa cháy này. Một chiếc xe tải nha. Đó. Ok. Sao bên này tiếp xem nào. Ý, lại có hai chiếc xe nữa này. Xe gì đây? Một chiếc xe bồn màu xanh này. Xe tải nha. Ý, bên này vẫn còn rất là nhiều luôn ạ. Xe rất là đẹp luôn. Xe chở rác này. Cho gió đi. Một chiếc xe phun nước này. Đó. Xe này là xe tháo lắp nha. Xe chở rác tiếp này. Xe chở rác này. Đây là gì đây? Một chiếc máy xúc nha. Trời ơi đi. Xe trộn bê tông này. Thì xe chở rác này. Chờ rõ. Cuối cùng xem xa gì đấy. Ê, đây là một chiếc xe chữa cháy, xe cứu hỏa nha. Đó. Rồi, ta đã tìm thêm được rất là nhiều đồ chơi nữa này các em này. Một giỏ đồ chơi luôn, rất là nhiều ô tô nha. Rồi, cùng mang đồ chơi về thôi nha.